Hướng dẫn làm nem chiên đi anh. Nem chiên hả? À, ok luôn em ơi. Đầu tiên em sẽ chuẩn bị cho anh một miếng cá hồi như thế này, khoảng 100g em ha. Sau đó mình chẻ đôi ra, rồi cắt sợi và cắt hột lựu cả nhà nha. Đó, quá đơn giản luôn phải không? Ok, cắt xong mình sẽ cho vào đĩa. Rồi tới bước tiếp theo, mình sẽ băm nhuyễn thịt heo ra như thế này cả nhà nha. Thịt heo thì không có tới 100g. Lát nữa Hoa Si để hết công thức ở cuối clip cho cả nhà ha. Tới phần tôm thì cả nhà xài khoảng 6-7 con tôm sú. Mình sẽ lột vỏ ra, cắt hạt lựu và băm nhuyễn như thế này. Khi mà băm thì lưu ý lật sóng dao lại các bạn nha, chứ không là làm tổn thương lưỡi dao thì mình dùng dao sẽ rất là bền nha. Xong, bây giờ Hoa Si đã chuẩn bị xong cái phần nguyên liệu chính rồi nè. Bây giờ mình sẽ quay qua và tiến hành bước cắt thái rau củ. Nấm hương thì các bạn cứ cắt theo như Hoa Si hướng dẫn nè. Mình sẽ chẻ và cắt sợi ra trước, rồi sau đó băm nhuyễn ha. Xong, bây giờ Hoa Si sẽ cho vào tô trước, rồi sau đó cắt bún tàu đã ngâm sẵn ra thành sợi ngắn. Đó, cứ ngắn ngắn như thế này là ok rồi nha, không cần phải nhuyễn lắm đâu. Tới phần nấm mèo thì cũng như vậy, các bạn ngâm rồi cắt sợi nhuyễn ra như Hoa Si là ok, chứ mình đừng có băm nhuyễn ra như nấm hương là được. Xong, cắt thái xong rồi thì mình sẽ tiến hành ướp vào đó một chút tỏi băm, một muỗng hành tím băm và một muỗng hành lá cắt nhuyễn. Đó, đơn giản quá phải không? Sau đó cả nhà ướp vào nửa muỗng đường và tiếp tục là một chút xíu muối, khoảng 1/6 muỗng cùng với 1/3 muỗng bột ngọt. Cuối cùng là cho vào 1/2 muỗng hạt nêm. Đó, chỉ cần đơn giản vậy thôi là cả nhà đã có cái nhân chả thật là ngon rồi. Mình sẽ trộn cho thật là đều tay và hòa tan gia vị lên, rồi cho thịt tôm cá đã băm sẵn và các hạt lựu vào, trộn thật là đều tay lên, rồi sau đó rắc vào đó một chút tiêu sọ xay nhuyễn như thế này. Có tiêu sọ thì sẽ thơm hơn ha. Ok rồi nè. Bây giờ mình đã trộn xong phần nhân rồi, sẽ tiến hành tới cái bước tiếp theo là cho nhân vào bánh tráng gấp. Tới bước này thì cũng khá là đơn giản thôi, cho nhân vào, dùng muỗng ép cho đều, rồi mình sẽ gấp lại thôi. Gấp hai bên trước rồi tiếp tục hai bên sau, dễ vậy mà không làm được thôi á, mấy em lớp 3, lớp 4 cũng làm được. Ok, bây giờ thì Hoa Si sẽ sắp đều nem ra vị nướng như thế này, rồi mình sẽ chuẩn bị cho tất cả vào chiên thôi. Đó, quá đã luôn phải không? Mình sẽ làm nóng lò lên trước khoảng 5 phút, rồi sau đó cho nem vào lò, rồi hẹn giờ nướng lên thôi. Lần đầu thì cả nhà sẽ nướng cho Hoa Si là 220 độ trong vòng 7 phút. Xong rồi thì mình sẽ lấy ra cho cả nhà xem kết quả nè. Bây giờ thì đã bắt đầu vàng và thơm rồi. Hoa Si sẽ lấy ra và lật lại cả nhà nha. Xem đoạn này chắc chắn sẽ nhiều bạn hỏi Hoa Si là sao lật mà không thấy nóng hả? Hoa Si bắt đầu tập tành nấu nướng từ năm lớp 3, lớp 4 tới giờ. Thì cả nhà nghĩ xem, nóng tầm này ăn thua gì? Ok, Hoa Si đã nướng xong lần 2 là 220 độ trong vòng 5 phút rồi nè. Giờ thì mình sẽ lật lại và nướng lần cuối cùng là 230 độ trong vòng 2 phút nha. Vậy là sắp có nem chả chiên giòn thật là thơm ngon rồi. Ok, cuối cùng thì đã xong rồi nè. Bây giờ thì Hoa Si sẽ hướng dẫn trang trí cho cả nhà xem ha. Thấy cái đĩa đẹp không? Bây giờ Hoa Si sẽ gấp lên 3 miếng rồi cắt đôi ra thêm 2 miếng nữa. Đó, thấy ngon lành cành đào không? Mình sẽ xếp như đây thôi ha, tại vì có mình Hoa Si ăn à. Cắt thêm miếng cà chua nữa, cắt ra làm tư nha. Sau đó cho lên đĩa cùng với hai cái lá nữa. Đó, Hoa Si chỉ hướng dẫn trang trí đơn giản vậy thôi, chủ yếu là các em nhỏ xem cũng làm được luôn, chứ không phải là chỉ riêng người lớn đâu nha. Rưới lên miếng sốt nữa nè. Món này thì thích chấm nước tương hay là tương ớt gì cũng ngon hết á. Còn Hoa Si thì dùng sốt teri. Thử miếng coi. Ngon quá. Ok, chúc các bạn thành công nha. Công thức và cách làm Hoa Si để hết ở đây cho cả nhà nha.